Xin chào mọi người đang xem kênh Sùn Sơn TV của mẹ Tiên nha. Thì hôm nay mẹ của Tiên sẽ làm món mì choi, choi mien nha mọi người. Choi mien. Nè. Thì đây là rau củ của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cải, ớt chuông, đỏ vàng, dưa leo, cà rốt với lại một nửa trái lê nha mọi người. Nửa trái lê. Giờ mẹ Tiên sắc bắp cải kìa. Cũng như bên Việt Nam mình hay sắc xào ăn thôi. Chú đúng mà mình ta đi tìm cả. Máy ăn hết thì mệt. Tiếp theo là cà rốt. Có. Hết rồi. Thằng con. Rồi bây giờ tới mình làm cái phần gia vị nha mọi người. Đây là bột ớt với lại tương ớt mình trộn đều với nhau á. Sau đó mình cho vô một chút xíu rượu soju. Rồi cái cho thêm miếng giấm vô nữa. Đó, cho nó chua chua một xíu nha. Mì râm. Nó. Masul. Masul. Chiro. Rồi, siro bắp. Siro bắp là con chiro bắp. Siro bắp. Sirup 아이고. 아, 시럽이 될 뜻인가 봐. 시럽. Rồi tiếp theo là mình sẽ nghiền tỏi ra. Đó. Nặn nó ra là xong. Gừng nha mọi người. Gừng. Gừng và tỏi là đôi bạn thân. Rồi cuối cùng là mình cho một tí xíu nước tiger nha mọi người. Một loại nước uống có ga. Xin cô thu ở bên Hàn Quốc á, được rất là nhiều người thích luôn, đặc biệt là mình ăn thịt á mình dễ bị khó tiêu rồi uống này, nhưng mình thường ngày đừng uống nha. Tiên chừng nào mà đi ăn thịt nướng mới uống thôi. Này nó giống như Pepsi nhưng mà nó ngon hơn xíu, này nó không có màu á. Tiên khoái cái gì trong trắng nó uống nha. Mấy cái này uống tất cả các loại nước ngọt có ga này, răng với xương đi nhanh lắm, màu nên hạn chế tốt nhất. Không nên uống nhiều, trừ trường hợp mình ăn hải sản, ăn thịt cá gì mình uống thôi. Sợi hoặc là ăn cái gì khó tiêu đó. Đặc biệt là không nên cho trẻ con uống nha. Lâu lâu cho uống ngụm thôi. Còn cái này là cọng mì, hôm nay mình sẽ luộc nha. Cái này bên Hàn gọi là choi mien nè mọi người. Cọng mì này nè. Tại vì nó kiểu trơn trơn, nó trôi trôi á, nó dai dai á. Bên Hàn gọi là choi mien. Bây giờ mình sẽ bỏ mì vô nha. 5분 딱 싸면 돼, 5분. 그러면은 잘 안 당기거든. 아, mì sau khi luộc 5 phút thì nó mềm. Mì này phải luộc 5 phút nha mọi người. Giờ mình sẽ rửa lại cái nước cho nó sạch, đừng cho nó dính quá. Mình cho rửa sạch nó được, tại vì nó trơn lắm mọi người. Cho ra hết bột. Mình cho rửa sạch nó. Hôm nay thì mình sẽ ăn kèm với lại màn thầu. Màn này bên Hàn Quốc gọi là màn thầu á mọi người. Chú mà. Với lại canh chả cá. Canh chả cá oden. Rồi xong, để trứng vịt được lên ngon lành, giờ mình sẽ rưới cái nước sốt lúc nãy mình làm lên nha. Ngon quá mẹ. Có thịt bò nữa kìa mọi người. Hôm nay mẹ Tiên ăn với anh Ba Đông. Ăn tôi cho mẹ, ăn tôi cho anh Ba Đông nha. Tiên thì nó là ngay. Tiên không khoái ăn mấy món trộn.
Tiên có ăn bún nước à, ví dụ như bún riêu, bún bò, hủ tiếu, phở, bún nước lèo, bún cá Kiên Giang nữa. Chứ mấy bún trộn thịt, bún thịt nướng rồi, mấy trộn trộn gì Tiên khoái ăn. Tiên khoái mấy món có nước á, cái gì cũng được, có nước vô thì nó mới dễ trơn tru được. Rồi mọi người ăn với cả nhà của Tiên nha. Xin chào. Hôm nay lâu lắm rồi mới ăn được. Làm gì với nhiều ấy, tỷ đi, bốc bằng, thịt thà, nào xin mida. 오늘은 제가 대신 먹어보도록 하겠습니다. 감사히 잘 먹겠습니다. 촉촉촉. 맛있게 먹어라. 예, 잘 먹겠습니다. 쫄면 오랜만에 해서. 오늘 엄마 안 타 김미진이야. 김미진이 서울 와이. 서울로 도망갔다. 김미진이 서울 뭐 không dẫn tôi đi. Nói đùa thôi chứ chuyến này phải đi chồng bà. 면이 꿇었나? 와이 안 오. 아니 이게 이렇게. 이렇게 등사오 하이젠 띠므리 내가 좋아하는 쫄면입니다. 아 쫄면 하이젠 띠리 꽁쥐 이리 쏘울 hôm nay là mẹ Tiên ăn thiệt với con trai ruột nè. Hôm nay ăn với ghẻ rồi bạn thân của con ghẻ là anh Phin á. Anh Phin là bạn thân của anh Mách Tám nha mọi người. Nè tôi cúi quả bà. Wow. Bữa nay ăn với con trai. Wow, cái này giống như mà ta. Cái giống như đúng rồi. Đúng chắc chắc. Hay bị thiếu giống như hả mẹ? Ừ, tự nhiên. Mẹ thấy nó bị... Đổ, bỏ thêm miếng nữa mới ngon. Giống như mấy là mà. Chúng con. Mẹ đang cũng xinh. Sáu chắc, sáu chắc, sáu chắc. Sáu chắc, sốt sốt. 살짝? 이 살짝이 많은데? 안 맞다. 싱거 많이 싱거워. 아 많이 싱겁니다. 양념을 짜게 안 해도 괜찮아. 먹어봐. 먹고 싶은데 팔이 아픕니다. 열심히 비비고 있는데. 자 국물부터. 와 국물은 합격. 국물은 할게요. 국물이 다 할게 했다. 태우야, 이 쫄면 조금 먹어봐라. 맛있다. 아이, 드세요. 만두. nói nước canh ngọt trăm điểm có mua mì cũng rất là ngon luôn mọi người. Wow, mát kít thế. Món này là người Hàn họ khoái ăn lắm. Lâu lâu đi ăn cũng thấy ngon lắm. Cay cay bùi bùi chôn mê này là tám mươi gì à. 단무지가 맛있습니다. 이거하고 다르다 동아. 이거는 안 짠 거. 이거는 짠 거. 이거 어들어들하다 이거. 안 먹 안 cái món mì này là phải ăn chung với lại củ cải muối vàng. 쫄면 먹었잖아. 만두가 있어요. Củ cải muối vàng này có hai loại nha. Loại bình thường với loại đã dắt nước nó quéo lại, còn có nhúm. Nên mà xin anh nha. Em nào mà hết chút mà xin anh nha. Mario. Mario. Hát chữ lên tay. Mày 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 mày
일반 밥을 안 먹어서 우리 아들이 고등학교, 중학교, 초등학교 쫄면, 김밥, 우동. 다른 애들은 그런 것도 못 먹었거든. 난리인데 우리 애들 진짜 생각나지? 맨날 김밥 주라. 밥 안 먹기다. 진짜 그때 분식집 할 때 우리 애들은 참 다른 애들 못 먹는 거 많이 먹었다. 지금 입이 가져가 안 먹는 이유? 이제 알았어 엄마가. 너무 잘해줘 놓으니까 맛있는 거 하면 안 먹으려고. 열심히 살았다. 맛있네. 얼마니? 이거보다 단무지가 이게 맛있다. 누나도 이거 쫄면 진짜 좋아한다. 미지도 좋아하고, 그제? 왜 아무 말 없어요? 응? 먹기가 바빠. 하 mẹ con ăn tập trung quá không ai nói gì hết luôn mọi người. Tin con biết nói gì luôn. Để cho hai mẹ con ăn tự nhiên. Bấm bấm vào một má phi má đi phi lôi nữa. Ông ấy làm video ăn uống mà cần chi nói. (웃음) 그래도 내는 쫄면하고 뭐 이런 거 담지 보고 이러면 옛날에 내가 장사했던 생각이 난다. 우리 애들 어릴 때. 미지 7살 때부터 해신께. 매딩 nhớ ở đó. 매딩 mở quán bán này. Bán cái này mọi người. Cái gì bán chiên bạc, mì gói, rồi bán mấy món mì nè. Nhưng đồ ăn nhanh gì đó. Mấy món giống giả của Hàn Quốc không? 그때는 가게도 분식집도 조금 있었지만 장사 진짜 잘 됐다. 와 매팅 làm bán đắt dữ lắm luôn.
정반을 이 사각자리를 내가 6개를 이고 군층에 6층까지 올라갔다. 달려야 돼, 달려. 그때는 얼마나 사람이 많이 밀리는지. 손님 줘놓고 배달 갔다 오고. 내 혼자. 사람을 좀 데려가고 했는데. 아줌마를 데려했는데, 아줌마가 마음에 안 들어가고. 힘들었어. 장사 진짜 잘 됐다. 우리 mẹ tiền bán đắt dữ lắm rồi mọi người. Lại tay làm đồ ăn ngon á. Haruya, chim bao 50분만 싸면 그게 다 나가. 점심시간 잠깐만이야. 칼국수 50개씩 나가고. 내가 하루는 세봤다. 너무 많이 나와서. 설거지를 못해가지고 이만큼 쌓아놓고. 그러니까 저녁에는 애들 공부 가르칠 시간이 없어. 그래서 그때 당시도 가위를 시켰다. 나 mọi người để ý không? Mẹ tiên luộc 5 cái cọng mì luôn á, 5 cái cọng mì mà hai mẹ con ăn gần hết trơn. 5 cái gói mì á. Người bình thường ta ăn người gói hả? Trời anh mà đông nói thèm mì rồi mẹ tiên cho ăn bữa nay tới mì luôn. Một tháng sau đừng bao giờ nhắc tới cọng mì nữa nha. Ăn cho tới mì luôn, tới công chuyện luôn. Hồi đó mẹ bán rất nhiều cái vàng mẹ đâu mẹ. Cứ tê tăng si, cứ rất kì tăng sạch chả đất xưng nhờ. Cung nhỏ thì xung cực xảy hô, xung mật xảy hô. Cung. Chăng sao cứ rất kì chạy hết xưng nhờ. Cung nhỏ thì xung cực xảy hô. Cơm ơi? Cơm ơi, mãi hết chứ kết tên. Cơm ơi, cơ yếp nhờ cơm bánh ịt sức cơ nà, bà rồi yếp. 동네 아줌마들끼리 달달이 개를 했어. 그래가지고 그걸 많이 들었지 내가. 금은 이런 거를 많이 했거든. 근데 이제 내가 이런 말 안 하고 싶은데 옛날에 우리 아버지가 많이 아팠어. 한 1년 넘게를. 이제 그게 아프다 보니까 병원비가 너무 많아. 지금처럼 이렇게 보험이 잘 돼 있으면 이제 돈이 이제 좀 가긴데 그때 아버지가 버리는 것도 다 쓰고 막. 시아버지야? 친정 아버지가. 아, 이제 아버지. 그래서 이제 결혼을 그때 둘이는 안 했어. 삼촌 둘이가. 안 하는데 상태에서. 그래가지고 내가 팔아갖고 아버지 병원비를 많이 줬다. 아버지 모른다. 아, 그거 먹었고. 아, 그거 먹었고. 끝났는데. 그래갖고 팔찌, 목걸이, 막 반지 이런 게 한 5-10돈씩 막 이래가 많이 해놨거든. 그러니까 그때 당시 병원비가 50만씩 이래 줘야 되는 거라. 나 딸이다 보니까 큰 딸이다 보니까 또 그런 게 있고 그때 팔고 나니까 잘 안 해지더라. 그때부터 이제 애들 크고 하니까 애들 다 고등학교 가고 대학 가고 하니까 고등학교 가고 대학 가기 전에 옛날에 부모들이 돈을 많이 모으라 대학 가고 고등학교 가면 돈이 안 모인다 그 말이 지금 딱 맞는 거라. 초등학교 때는 돈이 아무리 든다 사도 그렇게 돈이 많이 안 들어. 근데 진짜 고등학교 대학 가면 돈이 많이 들거든. 그래서 돈 모아놔야 된다 안 된다. 그러니까 진짜 돈이 안 모이더라고. 그래도 그나마 조금 땅도 사놓고 했는데 Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên nha. Mà đồng nồi mọi người ơi, đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Sùng Sơn TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên, TikTok, Instagram Dì Quan Im. Và ai muốn mua các sản phẩm về nhân sâm, hồng sâm, nấm linh chi, thuốc rối loạn tiền đình, thuốc đột quỵ, hồng sâm trẻ em, nấm thượng hoàng, thuốc xương khớp các thứ thì qua bên trang Facebook Dì Quan TV. Nhân sâm Hàn Quốc chính hãng, hơn 120.000 người follow. Inbox dùm tin nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt. Bye bye. Bye.